Chào các bạn, hôm nay là cuối tuần ở Úc nè. Thì hồi sáng nay Quý có đi siêu thị thì thấy họ có bán đây, cherry. Thì cái cherry này không phải là cherry của Úc nha các bạn. Cherry này là cherry của Mỹ. Tại vì Úc thì chưa có tới mùa cherry á. Mùa cherry ở Úc là tháng 12, là vào mùa Giáng sinh á. Còn bây giờ thì chưa có, thành ra là phải mua đỡ cái cherry của Mỹ ăn. Tại vì lâu quá rồi Quý cũng không có ăn cherry á, thấy nhìn cũng ngon và tươi nè các bạn. Cái cuống của nó cũng có màu xanh nè, còn tươi lắm. Với lại khi mà mình bóp vô cái trái, mình thấy nó cũng còn cứng và giòn á, cho nên là Quý nghĩ là sẽ ngon, nên là mua về ăn thử và quay video cho các bạn xem luôn. Thì mời các bạn ăn cùng với Quý nhé. Đây, xin mời. Đây thì để thử coi, ăn thử coi là có ngon hay không. Rất là giòn và cũng ngọt nữa các bạn. Cái trái của nó thì không có quá là lớn ha, vừa thôi, nhỏ 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 thôi này các bạn, nhưng mà ngọt và giòn. Quý thích ăn trái cây lắm. Quý cũng rất là thích cherry nữa. Các bạn biết không, ở đây mà tới mùa cherry á, tháng 12 đó, là Quý lái xe từ nhà của Quý nè, chạy lên trên núi á, trên farm á, cái chỗ mà họ trồng cherry đó, thì họ hái sẵn và đóng thùng cho mình. Thì Quý mua mấy thùng luôn, bự 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 đó, về ăn nguyên một cái mùa cherry luôn. Tại vì cherry mà họ bán ở siêu thị á, thì thường á là họ hái trước, nên là nó sẽ không có tươi bằng cái loại mà mới hái ở ngay chỗ trên cái chỗ mà trồng luôn. Cho nên là Quý thích mua, mặc dù cái giá nó mắc hơn một chút, nhưng mà nó chất lượng và nó ngon. Giòn. Ngọt nữa các bạn. Công nhận họ chở từ bên Mỹ qua đây mà vẫn còn rất là tươi. Nè, cái cuốn nó còn xanh lắm. Có mấy cái thì cái cuốn nó hơi khô rồi, nhưng mà tại vì chắc là để trong siêu thị mấy ngày á. Nhưng mà có mấy trái thì rất là tươi. Ngon lắm các bạn. Thích ăn trái cây lắm luôn á. Trong nhà Quý á, thiếu cái gì cũng được, nhưng mà trái cây là lúc nào cũng phải có. Ngon quá. Siêu giòn. Bạn biết không, hồi xưa khi mà Quý còn ở Canada, Quý thích ăn cái loại cherry mà nó màu vàng á, vàng vàng hơi đỏ đỏ gườm gườm, mà nó rất là giòn và ngọt, mà bên này Úc không có. Với lại giống như là nó cũng không có chuyển qua đây bán nữa, thành ra là lâu lắm rồi Quý không có ăn cái loại cherry vàng đó mà Quý rất là thích, nên ăn đỡ cái loại đỏ thôi. Ngon quá các bạn. Vừa ăn cherry thì Quý cũng muốn chia sẻ với các bạn về cái loại visa mà Quý đã định cư ở Úc là visa gì, để cho những bạn nào mà sắp tới mà có muốn đi qua Úc định cư, các bạn có thể sẽ tham khảo. Thì các bạn cũng biết là hồi đó Quý đi học, đi du học ở Úc, học ngành kế toán, thạc sĩ về thương mại, nhưng mà chuyên ngành là kế toán. Thì cái ngành này đó là một trong những ngành mà nằm trong danh sách được định cư ở lại Úc. Thì khi Quý học xong á, thì Quý đã nộp hồ sơ ở lại với visa là visa 189. Thì đây là cái visa để mà định cư theo dạng tay nghề. Thì cái visa này á, cái điểm đầu vô để mà nộp vô đó là 60, thì cũng như những cái loại visa khác thôi. Nhưng mà tại vì cái ngành kế toán á, là một trong những ngành mà rất là nhiều người học, đặc biệt là du học sinh qua đây học, thành ra là cái lượng hồ sơ nộp quá là đông, thì cái bộ di trú họ mới thấy như vậy, cho nên là họ mới tăng cái điểm đầu vô. Thì cái năm mà Quý nộp là tới 75 luôn á các bạn, rất là khó. Rồi sau đó nó giảm xuống 70, rồi giảm xuống 60. Nói chung là tùy thuộc vào năm, tùy thuộc vào cái năm đó họ lấy bao nhiêu người về ngành kế toán, và giống như là tùy tùy vào mỗi năm nữa. Thì
Hồi đó là lúc mà Quý mới qua đó là hai cái ngành mà hot nhất đó là ngành kế toán và ngành công nghệ thông tin. Ai cũng đổ dồn qua học hai cái ngành đó hết. Tại vì thứ nhất đó là họ nghĩ là hai cái ngành đó là ai cũng cần. Đó là tại vì công ty nào thì cũng cần kế toán, công ty nào cũng cần nhân viên công nghệ thông tin hết trơn á. Nên là du học sinh học rất là nhiều, với lại nó nằm trong danh sách định cư nữa. Mà các bạn biết không, giống như kiểu như là bên này họ hay nói là dân Úc á, họ rất là dở về toán, về số, cho nên là thường là kế toán bên này là toàn là dân châu Á không ạ các bạn. Tại mình thích học về số đó, mình giỏi về toán hơn là Úc. Thì đó cũng là một trong những cái điểm mà khuyến khích rất là nhiều bạn du học sinh học ngành kế toán. Tại vì thật ra mới thấy ngành kế toán không hề khó luôn. Chỉ cần mình nắm được cái cơ bản là mình sẽ làm được hết. Nhưng mà để mà đi làm một cái người kế toán ở bên này á, thì học xong cái bằng đại học hay bằng thạc sĩ chưa có đủ, mà mình phải học thêm cái gọi là CPA, là một cái chứng chỉ trở thành một cái thành viên của cái hội hiệp hội kế toán của Úc á, thì sau đó mình mới 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 thể có thể trở thành một cái người kế toán đúng nghĩa. Quý thì Quý không thích học CPA cho nên là Quý không có học. Nhưng mà có rất nhiều người đam mê thì họ sẽ học thêm cái đó nữa. Thì nói sao ta, thật ra là các bạn nào mà qua Úc á, các bạn phải định hướng cho mình là khi mà mình một khi thì mình được định cư ở Úc á, thì mình sẽ làm gì. Mình sẽ đi làm văn phòng hay là mình tự làm chủ hay là như thế nào. Tại vì có những bạn khi mà họ định cư xong á, là họ đi làm cho nhà hàng, phục nhà hàng cả đời luôn. Thì cái chuyện cái việc đó cũng không có sao, là một việc tốt thôi. Nhưng mà Quý có nói chuyện với một vài bạn á, thì họ nói là nhiều khi nghĩ lại không biết là qua Úc để làm gì. Làm giống như đi làm nhà hàng hoặc là đi làm farm cả đời luôn, rất là cực. Đúng, đồng ý là các bạn sẽ có tiền, nhưng mà đó có thật sự là những gì mà các bạn muốn làm không? Thì khi mà chọn ngành cho mình đó, thì các bạn nên hỏi bản thân mình là mình muốn làm cái gì, thì để cho mình có một cái gọi là sao, để mình đạt được cái mà mình muốn á, thì sẽ tốt hơn. Tại vì có nhiều người họ muốn định cư ở Úc bằng mọi giá, nhưng mà định cư xong thì thất nghiệp hoặc là làm cái công việc mà họ không thích thì cũng rất là buồn. Quý thì Quý rất là ủng hộ những cái người Việt mà qua đây có thể ở lại Úc, tại vì dù sao đi nữa thì mình cũng rất là muốn giúp cái người Việt của mình, và giống như là ủng hộ thêm cho cộng đồng người Việt của mình tại Úc á, thì sẽ tốt. Với lại người Việt của mình giúp người Việt của mình là cái chuyện rất là nên làm. Cho nên á, bạn nào mà có giống như có những cái câu hỏi gì á, thì có thể để bên dưới comment thì Quý sẽ trả lời. Về cái danh sách ngành nghề học để mà được định cư tại Úc á, thì các bạn có thể lên trực tiếp trên cái trang web của Bộ Di trú Úc để lấy, thì cái thông tin nó sẽ chính xác hơn. Nếu bạn nào mà không không biết thì Quý có thể lấy xuống dùm cho các bạn. Nhưng mà ngành ngành mà được định cư tại Úc á, thì nó sẽ thay đổi vào mỗi năm. Cái Bộ Di trú họ sẽ thêm bớt một vài ngành, tùy thuộc vào cái nhu cầu mà họ cần. Thì mình trước khi mà mình coi cái ngành mình học á, thì mình sẽ coi một vài năm liên tiếp, coi thử coi là những ngành nào mới được thêm vô, những ngành nào họ đã lấy ra, những ngành nào luôn luôn nằm trong danh sách được định cư, thì sẽ có một cái gọi là lựa chọn chính xác hơn. Thì đó, thì ngoài ra Quý có biết một cái loại visa cũng khá là giống như là cái visa mà Quý nộp, đó là visa 190. Thì cái visa này á, là mọi thứ đều rất là giống. Các bạn phải học cái ngành nằm trong danh sách định cư luôn. Nhưng mà chỉ có một cái khác, đó là các bạn sẽ được tiểu bang, cái state họ sponsor, là cái tiểu bang họ sẽ bảo lãnh cho các bạn ở lại. Thì cái điều kiện, một cái sự ràng buộc ở đây, đó là khi mà các bạn được tiểu bang bảo lãnh á, thì các bạn sẽ bắt buộc phải ở lại cái tiểu bang đó ít nhất là 2 năm thì mới được chuyển đi sinh sống ở những cái tiểu bang khác. Thì nó cũng có một cái gọi là ràng buộc như vậy. Và khi mà các bạn nộp vô thì mình không biết là mình có được họ giống như họ bảo lãnh hay không, giống như hên xui vậy đó. Còn cái visa mà 189 đó, là khi nào các bạn đủ điểm, các bạn nộp là các bạn được ở lại thì nó chắc chắn hơn. Cái kia thì nó yêu cầu ít hơn, nhưng mà nó mình hên xui mình không có biết. Cho nên là tùy thôi, tùy thuộc vào các bạn. Vì có nhiều bạn tổ lắm nha. Giống như qua đây học cái ngành đó xong để mà ở lại đó. Nhưng mà khi mà học xong á, thì Bộ Di trú họ lại loại cái ngành đó ra khỏi cái danh sách được ở lại luôn. Thành ra là không được ở lại, phải đi về.
thì cũng rất là tội nghiệp, cũng hên xui nữa. Nhưng mà mình nếu mà mình chuẩn bị trước thì không sao, mình sẽ chuẩn bị một hai cái phương án, thì cái nào không được thì mình sẽ tính cái đường khác thì cũng cũng sẽ ok. Nhưng mà các bạn biết không, hiện tại đó kiếm việc ở Úc cũng khá là khó, tỷ lệ thất nghiệp ở bên này cũng rất là cao, không chỉ là dành cho dân mà giống như di cư dân mà định cư giống như tụi mình, mà dành cho cả những người bản xứ ở đây nữa. Nhưng mà không có nghĩa là mình không có cơ hội, tại vì theo Quý thấy là những năm gần đây các bạn, thì những cái công ty lớn đó là họ giống như là họ họ muốn tuyển nhân viên châu Á nhiều hơn. Lý do tại sao? Lý do đó là tại vì khi mà tuyển nhân viên châu Á thì không, Quý nói là khi mà họ tuyển nhân hồi xưa đó là họ thích tuyển người bản xứ hơn, đó là tại vì là người của họ thì họ tuyển vô. Nhưng mà thật ra khi mà tuyển người bản xứ thì thường họ không phải là lười, nhưng mà họ sẽ ỷ lại và họ sẽ không có làm hết mình. Ngoài ra thì họ có những cái yêu cầu này nọ. Còn khi mà họ tuyển người châu Á vô á, thì tại vì người châu Á khi mà được tuyển vô á, họ làm việc rất là cực lực luôn, rất là chăm. Và người châu Á mình cũng rất là thông minh, rất là giỏi, và cũng giống như chịu khó đó. Cho nên là bây giờ những cái công ty lớn, ví dụ như ngân hàng của Quý đi, những cái người chủ, người big boss á, thì họ thấy như vậy cho nên họ sẽ tuyển nhiều về châu Á hơn. Tại vì mình vô mình không có đòi hỏi gì hết, mà mình làm việc nhanh, mình làm việc hiệu quả gấp mấy lần người kia, thì tất nhiên là họ phải tuyển mình rồi, trả tiền cho mình luôn, trả tiền cũng bằng như vậy. Nhưng mà hả, nếu mà các bạn có được cái thường trú dân ở đây thì xin việc vẫn dễ hơn, tại vì khi mà mình được vô á, thì họ sẽ đào tạo mình rất là kỹ, tốn kém rất là nhiều tiền, cho nên họ không có muốn mà nhận một người vô mà không biết là họ có ở lại đây làm với mình lâu dài không. Thì cho nên là thứ nhất là khi mà qua Úc á, thì định cư lại, có thường trú dân, sau đó thì xin việc thì sẽ tốt. Thì đó là Quý chia sẻ một chút về cái visa mà Quý đã nộp để mà ở lại Úc. Hy vọng là một phần nào đó có thể giúp đỡ được cho các bạn tham khảo. Bây giờ thì Quý sẽ tiếp tục ăn cherry. Quý thích trồng cây cherry lắm các bạn, nhưng mà vẫn còn đang lười. Tại vì biết sao không, trồng mấy cái loại cây mà ăn trái á, là mình phải giống như phải mua phân bón rồi phải chăm sóc nhiều lắm thì nó mới ra trái nhiều được. Bây giờ nhà Quý đang có cây chanh với lại cây ớt với nhà đam, thì mấy cái cây đó mình ít ít phải chăm sóc hơn, nhưng mà cây ăn trái thì mình sẽ dành nhiều thời gian hơn. Cho nên là chắc có lẽ là năm sau Quý sẽ trồng thêm cây cherry, hoặc là Quý thích trồng cây sung á. Cái sung mà bên lúc này rất là ngon, hết mùa rồi, bữa nào có mùa thì Quý sẽ mua về ăn và quay cho các bạn xem. Ngon quá. Quý xin phép được kết thúc cái video của Quý tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Quý. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.